chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 của đài phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình gồm có những thông tin đáng chú ý sau: đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Long An tiếp xúc cử tri quyền Đức Huệ và Cần chuột Ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tại Châu Thành, tuổi trẻ hai quyện Đức Hòa Bến Lức đẩy mạnh phong trào tuyên truyền tiết kiệm điện. Sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đi chỉ quyền Đức Huệ gồm ông Võ Văn Hy và bà Nguyễn Thị Xuân Lan tiếp xúc với hơn 120 cử tri xã Mỹ Quý Đông và xã Mỹ Thành Đông quyền Đức Huệ nhằm tiếp thu ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9. Sau khi nghe đại biểu Võ Văn Hy báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp cũng như những nội dung trọng tâm sẽ được tập trung thảo luận, bàn bạc và quyết định tại kỳ họp sắp tới của Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri huyện Đức Huệ cũng bày tỏ nhiều ý kiến kiến nghị đến các vị đại biểu, cụ thể như sớm nhiều quá tuyến đường tỉnh 838B và tuyến đường Sơ Rơ Gia Đình, đề nghị nạo vét một số tuyến kênh thuộc địa bàn ấp 4 và ấp 5 xã Mỹ Quý Đông để bà con có nước tưới tiêu phục vụ sản xuất những quy định về cấp bảo hiểm y tế cho người dân xã biên giới trong năm 2017 để nhân dân chủ động trong khám chữa bệnh. Đồng thời cử tri cũng quan tâm đến những vấn đề đã kiến nghị từ những cuộc tiếp xúc trước đây nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, vấn đề bình ổn giá hàng hóa nông sản, tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông là một số đường giao thông nông thôn nhanh xuống cấp ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo quyện xã cũng giải trình thỏa đáng một số ý kiến kiến nghị của cử tri Đối với những kiến nghị không thuộc phạm vi quyền hạn của mình, ông Chủ Văn Hy thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị quyền Đức Huệ cũng tiếp thu ghi nhận và hứa sẽ đề trình tại các kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đơn vị số 12 gồm bà Nguyễn Hồng Mai và ông Hồ Minh Tuấn có buổi tiếp xúc với cử tri xã Long Thượng, quyền Cần Duột tại buổi tiếp xúc cử tri kiến nghị với đại biểu các vấn đề như nhà nước quan tâm nạo vét các tuyến kênh nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân các ngành chức năng tăng cường kiểm tra quản lý hàng giả hàng lậu vì hiện nay trên thị trường vẫn còn tình trạng bán hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng một số tuyến đường trên địa bàn đã xuống cấp nghiêm trọng do xe tải thường xuyên lưu thông cử tri kiến nghị địa phương cần có giải pháp chấn chỉnh tình trạng này Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các cơ quan xem xét lại lộ giới xây dựng trên các tuyến đường, tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo địa phương và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải trình, ghi nhận trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp cùng với Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ, Sở Y tế Long An và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện chương trình an sinh xã hội giúp đỡ bà con nghèo của quyền Đức Huệ với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, gồm khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà và tặng nhà tình thương với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng nhằm chia sẻ một phần khó khăn với người dân nghèo ở xã dùng sâu dùng xa. Tại trạm y tế xã Mỹ Quý Tây, 600 lượt người nghèo của ba xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông và Mỹ Thành Tây được đoàn y bác sĩ của Sở Y tế Long An, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám các bệnh về mắt, tiêm, huyết áp, khớp. Được biết, đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà lần này cho hộ nghèo của ba xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông và Mỹ Thành Tây có kinh phí trên 100 triệu đồng. Cũng trong chuyến đi này, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Hội Hỗ trợ Người Nghèo Tây Nam Bộ còn trao tặng 20 căn nhà tình thương cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn quyền Đức Huệ. Mỗi căn nhà có trị giá 32 triệu đồng. Được biết, 20 căn nhà tình thương tài trợ cho quyền Đức Huệ nằm trong 281 căn nhà tình thương của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam dành cho các tỉnh dùng đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2016 do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ vận động. Qua đó giúp các hộ nghèo có quyền Đức Huệ có nhà ở ổn định, dương lên trong cuộc sống thời gian qua quyện đoàn bến lức phối hợp với công ty điện lực tổ chức tuyên truyền những nội dung về sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả đến đoàn viên thanh niên học sinh tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn quyện các tuyên truyền viên của đoàn xã thị trấn còn được tập quấn các chủ trương kiến thức về công tơ điện tử công nghệ plc mà điện lực sẽ triển khai toàn bộ trong thời gian tới góp phần giúp công tác tuyên truyền sử dụng điện được thực hiện hiệu quả hơn thông qua việc thay đổi hành vi sử dụng điện an toàn tiết kiệm của thanh niên trên địa bàn như tắt đèn quạt nồi cơm điện khi không sử dụng thường xuyên kiểm tra thiết bị điện để xử lý kịp thời tránh rủi ro đáng tiếc Em Nguyễn Thị Thanh Vi, học sinh lớp 11 trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Hòa chia sẻ. khi ở nhà trường thì tiết kiệm điện thì không cần thiết thì mình sẽ tắt, ra về mình sẽ tắt quạt, tắt đèn. Còn ở nhà thì những những cái thứ mà mình không, không cần dùng đến thì mình sẽ tắt nó. Qua đó các anh cũng dạy cho em tiên truyền bạn bè cùng nhau tiết kiệm điện để bảo vệ tài, tài nguyên thiên nhiên của đất nước, tiết kiệm tài, tiền của mọi người ngoài việc lòng ghép tuyên truyền tiết kiệm điện tại địa bàn dân cư, quyện đoàn còn hỗ trợ công ty điện lực bến lức lấy phiếu khảo sát ý kiến người dân về sử dụng điện sinh hoạt. trong các chiến dịch hưởng ứng giờ trái đất do ngành điện lực phát động, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn quyện đều tham gia ra quân tuyên truyền hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần giảm hao phí điện năng không cần thiết, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tại huyện Đức Hòa, huyện đoàn cũng đã phối hợp với công ty Điện lực Đức Hòa tuyên truyền những nội dung về sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả đến đoàn chiên thanh niên học sinh. Đặc biệt, khi đoàn xã thị trấn còn lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp đoàn sinh hoạt tập thể đã giúp đoàn chiên thanh niên trên địa bàn nâng cao ý thức, nắm vững kiến thức về sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả. Anh Võ Thành Mộng, bí thư đoàn xã Tân Phú cho biết. Sau khi được tập huấn về thì ngay chỗ đoàn xã cũng có tổ chức họp để triển khai trong ban chấp hành. Từ đó các đồng chí trong ban chấp hành là bí thư chi đoàn các ấp thì về từng chi đoàn của mình triển khai lại cho đoàn viên nắm về cái nội dung cũng như là cái hình thức cách thức tiết kiệm điện ở tại gia đình. thì qua những cái nội dung mà được triển khai ở đoàn viên thanh niên cũng như là trong gia đình của đoàn viên thanh niên thì có cái nhận thức tốt hơn về cái tiết kiệm điện. Hiệu quả của công tác tuyên truyền tiết kiệm điện được nhận thấy khá rõ thông qua việc thay đổi hành vi sử dụng điện an toàn tiết kiệm của thanh niên trên địa bàn như tắt đèn, quạt, nồi cơm điện khi không sử dụng, thường xuyên kiểm tra thiết bị điện để xử lý kịp thời nhằm tránh rủi ro đáng tiếc. Có thể thấy việc tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đã có những tác động tích cực đến đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện Đức Hòa qua đây đã tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành vi, tạo thói quen sử dụng điện khoa học trong lực lượng này và lan tỏa ra cộng đồng. Từ đó góp phần giảm hao phí điện năng không cần thiết, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu hiệu quả hơn. Đoàn y bác sĩ bệnh viện Trưng Dương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Long An tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến khám và tặng quà cho 300 người dân nghèo ở thị trấn Tân Hưng, Hưng Thạnh và Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông bà con đến chờ được khám. Bà con chủ yếu là người lớn tuổi, sức khỏe kém, thường xuyên bị đau ốm khi trái gió trở trời, nhưng ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành đo huyết áp và khám tổng quát cho bà con. Qua thăm khám, chủ yếu bà con bị mắc các bệnh về huyết áp, xương khớp, tim mạch. Các y bác sĩ đã tư vấn hướng dẫn bà con cách ăn uống chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cá nhân để phòng và trị bệnh. Các trường hợp bệnh nặng được tư vấn về trên để điều trị. Sau khi khám bệnh, bà con còn được cấp thuốc và tặng quà. Tổng trị giá thuốc và quà tặng lần này là 80 triệu đồng do Hội đồng hương tỉnh Long An tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Bà con rất vui mừng, xúc động và cảm ơn tấm lòng của đoàn y bác sĩ Bệnh viện Trương Dương và các mạnh thường quân dành cho mình. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân nghèo dùng sâu dùng xa quyện Tân Hưng. Thưa quý vị, cổng làng, cổng ấp là một hình thức xác định địa danh, là nơi gắn bó của cộng đồng dân cư. Những chiếc cổng ấp, cổng làng có thể được xây dựng bề thế uy nghi bằng bê tông cốt thép, hay đơn giản là những khung sắt mang dáng vẻ đặc trưng của từng dùng từng khu dân cư. Qua thời gian sử dụng, nhiều cổng ấp văn hóa bị hư hỏng xuống cấp, không an toàn khi sử dụng. Một số cổng ấp có kích cỡ và hình thức không phù hợp cần phải được xây dựng lại. Với mong muốn xây dựng chiếc cổng ấp văn hóa không chỉ là một địa danh, từ đó, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đề ra kế hoạch vận động nhân dân xây dựng cổng ấp khang trang vừa mang tính truyền thống lại phù hợp với xu thế hiện đại, góp phần nâng chất quyền dân hóa, đã được sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Ông Trở Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Đức cho biết: Trong năm qua thì huyện cũng đã tiến hành phát động và được nhân dân hưởng ứng tích cực. Thì thể hiện đến giờ phút này cái kết quả mà đã tổ chức thực hiện thì chúng tôi đã thực hiện thí điểm ở trên địa bàn các xã, mỗi một xã như vậy là có một công trình. Tuy nhiên đến giờ phút này thì có khoảng 15 cái cổng được xây dựng trên địa bàn huyện với cái quy mô là kiên cố và sử dụng lâu dài. Để đảm bảo tính an toàn thẩm mỹ, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Đức phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức thiết kế mẫu cổng ấp cho toàn huyện, những qua trang chi tiết, khẩu hiệu trên cổng đều cho nhân dân trong ấp quyết định. Trên cổng phải thể hiện được địa chỉ khu dân cư, thể hiện ấp khu phố văn hóa. Giới cách làm này giúp cho các ấp giảm chi phí thiết kế ban đầu mà vẫn đảm bảo an toàn về mặt kết cấu toàn bộ kinh phí xây dựng cổng ấp do ban công tác mặt trận tổ quốc ấp vận động nhân dân đóng góp kinh phí tham gia giám sát quá trình thi công ông quỳnh tấn đạt chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc xã long can huyện cần đước nói triển khai nhân dân phải nói là nhân dân rất đồng tình cao về vấn đề xây dựng cái cổng văn hóa này đến năm 2016 này phải nói là ở long can thực hiện là xây được là 11 trên 12 cái cổng đường vào sớm mà phải nói rất khang trang sạch đẹp theo kế hoạch đến năm 2018, toàn bộ các ấp trên địa bàn huyện đều hoàn thành việc xây dựng các cổng ấp khu phố. Qua một năm triển khai, nhiều xã đã dẫn động nhân dân tích cực tham gia, trong đó xã Long Cang là đơn vị hoàn thành việc xây dựng cổng ấp đầu tiên của huyện. Xã có 4 ấp và 11 tuyến đường, vào thôn sớm đều đã xây dựng được cổng chào với kinh phí mỗi cổng khoảng 35 triệu đồng, đều do nhân dân đóng góp thi công. Các xã Long Định, Long Trạch, Tân Lân, Mỹ Lệ, Tân Ân đều triển khai thí điểm ở một số ấp và được nhân dân đồng tình. Ông Hồ văn Cư, người dân ấp 3 xã Long Cang huyện Cần Đức phát biểu. Hồi đó thì cái cổng mình làm bằng cây bằng sắt thì nó không có đẹp, nhìn vô thì cái diện mạo nó không đẹp bằng cái cổng hiện nay chúng ta xây dựng cái cốt thép bê tông. Phải nói là cái cảnh quan mình thấy cái cái cảnh quan nó rất đẹp, rằng rất phấn khởi đồng tình với cái chủ trương của nhà nước ở địa phương. Việc xây dựng chiếc cổng ấp một lần nữa cho thấy sức mạnh quần chúng nhân dân. Việc xây dựng cổng ấp góp phần thắt chặt tình làng nghĩa sớm thể hiện sự chung sức chung lòng vì sự đi lên của địa phương. Đây chính là cơ sở để các khu dân cư của quyền Cần Đức ngày càng thay đổi rõ nét, góp phần nâng chất quyền văn hóa trong tương lai. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TechFest Việt Nam 2016 đã bế mạc. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Giang Tùng cho biết, đã có hơn 3.000 lượt người đến tham dự các hoạt động gấp 3 lần số lượng người tham dự sự kiện tổ chức lần đầu năm 2015. Gần 170 nhà đầu tư với 250 cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các nhà khởi nghiệp trẻ với các nhà đầu tư. Cũng tại sự kiện này đã diễn ra triển lãm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của hơn 100 doanh nghiệp trẻ hoạt động kết nối đầu tư là nội dung quan trọng nhất, diễn ra liên tục trong suốt sự kiện, thu hút sự quan tâm tham gia của rất nhiều các nhà đầu tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, dòng chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp TechFest Việt Nam 2016 đã diễn ra sôi động. Qua hoạt động này, ban tổ chức đã chọn ra được những doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc nhất tham gia qua nhiều dòng xét chọn từ những chuyên gia huấn luyện, các cố vấn, các nhà đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có uy tín trong nước và quốc tế. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các nhóm khởi nghiệp. Thông tin từ Bộ Công Thương mới đây cho biết, chính phủ chừa ra Nghị định 128 giao việc ban hành biểu thuế nhập khẩu hàng hóa nhằm thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Trung Quốc giai đoạn 2016-2018. Đó sắp tới sẽ có hàng ngàn mặt hàng như rau củ quả, thủy sản, hàng đông lạnh, các loại thịt có xuất xứ từ các nước trong khu trực ACFTA sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% khi xuất khẩu vào Việt Nam, trong đó bao gồm hàng ngàn sản phẩm hàng hóa từ Trung Quốc. Đây chính là chính sách bắt buộc theo cam kết khi tham gia ACFTA gồm Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia, Lào, Indonesia, Campuchia, Brunei và Việt Nam. Đổi lại, hàng hóa của Việt Nam, trong đó có một số sản phẩm nông nghiệp khác mà Việt Nam có thế mạnh như cà phê, chè, thủy sản, cũng sẽ được miễn thuế khi xuất khẩu vào các thị trường này. Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan của 90% số dòng thuế trong vòng 10 năm linh hoạt đến lộ trình cuối cùng vào năm 2018. Số dòng thuế còn lại sẽ cắt giảm về từ 5% đến 50% vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đại thuế đặc biệt, hàng hóa của các nước sẽ phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương quy định. Làn sóng biểu tình tại Mỹ phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục bước sang ngày thứ năm liên tiếp kể từ đêm 8 tháng 11 sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố. Hơn 5.000 người đã diễu hành tới tòa tháp Trump Tại khu Mahastan, thành phố New York, hô khẩu hiệu ông Trump không phải tổng thống của chúng tôi. Trước đó tại Los Angeles, khoảng 10.000 người đã tham gia diễu hành tại khu trung tâm thành phố, trong khi hàng ngàn người khác biểu tình hòa bình tại Chicago. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định các cuộc biểu tình tại Mỹ phản đối ông Trump sẽ dẫn tiếp diễn bạo lực và xung đột trong các cuộc biểu tình tiếp tục xảy ra. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, mến chào tạm biệt.